Nhà đất chia C xin kính chào quý anh chị. Chúc quý anh chị một tuần mới thật nhiều niềm vui và hiệu quả trong công việc. Hôm nay nhà đất chia C tiếp tục giao dịch với anh chị một lô đất nằm ngay trung tâm huyện chia C. Diện tích của lô đất là 4,8 m ngang nhân cho 30 m dài, 100% đất nhà ở hướng chính đông. Lô đất nằm ở vị trí đắc địa đối diện công viên Cờ Ba Cờ Lơn, huyện Chư Sê. Nếu như anh chị nào mua được lô đất này thì thật sự là may mắn, tại vì khu này rất ít người bán. Hiện tại gia chủ không có nhu cầu kinh doanh buôn bán nên muốn nhượng lại cho anh chị nào có nhu cầu mua để kinh doanh buôn bán. Giá mà gia chủ mong muốn là 4 tỷ đồng. Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ về trang fanpage nhà đất Chư Sê để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Nhà đất Chư Sê số điện thoại 0868021102. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của nhà đất Chư Sê. Nhớ like và theo dõi kênh để được xem những video mới nhất về bất động sản Chư Sê và thành phố Pleiku. Xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều.